Xin chào các bác, chào mừng bác quay lại shop đồ cô Gia Khánh của em nhé. Em chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 7, hôm nay em lại tiếp tục nuôi âm lục phụ kiện đồ cá. Video ngày hôm nay em có 3 con câu này, máy câu này, phao câu cá này và phụ kiện đồ cẩm. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Số điện thoại em đã ghi trên góc màn hình, bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá chung video thu bí ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 cho đơn hàng nhỏ và 30.000 cho đơn hàng to. Và em sẽ ship code toàn quốc, các bác kiểm tra hàng thoải mái trước khi thấy rút tiền với em. Và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên mã số 1 em giới thiệu một chiếc máy câu. Một chiếc máy câu đến từ nhà Simlo nhé. Con này có tên là Holiday Spin 100.000 nhé. Con máy này ngoại hình còn khá đẹp. Con duy nhất là vết chảy chỗ này, duy nhất vết chảy cho vận chuyển nhé. Còn đâu tất cả mọi thứ đều đẹp nhé, mọi thứ đẹp nhé. Để cho xem này, xung quanh này. Mọi thứ đều đẹp nhé. Con máy quay cực kỳ là bon luôn, cực kỳ là bon nhé này. Đấy, cực kỳ là nhạy nhé. Đấy, siêu bon nhé. Con này thì tất cả mọi thứ hoạt động bình thường, gạt cước cũng là thứ tư nhé. Con ăn cước chạy nhé, cực kỳ là sáng luôn. Rồi rát này, rát con này thì nó không được kêu to lắm, rát ngược thì to nhưng rát rát xuôi không to lắm các nhá. Đó, siết rát ok này, siết rát ok này. Đó, thì con này thì đổi tay trái phải thoải mái luôn, đổi tay trái phải này và trả ngược trả xuôi đầy đủ nhé. Đây này em đang mở trả ngược. Đó, khi chúng ta mở trả ngược thì sẽ không phát ra tiếng kêu. Và khi chúng ta đóng trả ngược này, đóng trả ngược nhé, nó sẽ phát ra tạch 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 tạch. Đó, kêu khá hay nhá. Và con máy này sẽ là sản xuất tại Singapore nhé. Đây con máy này có thông số dây này. Dây ni lông này, dây 1.5 vào là 130m, dây size số 2 sẽ vào được 100m và dây số 3 vào 65m nhé. Đây nhá. Đấy, thông số vào dây ni lông đây nhá. Đấy, nó có in trên đấy Simlo nhé, một cái máy đến từ Singapore. Cái máy là số 1 của máy Simlo Holiday Spin, ngoại hình còn khá đẹp, máy cực bon. Con này sẽ để giá là 250.000 mã số 1 nhé. Tiếp tục đến mã số 2 giới thiệu em combo phao tiếp theo. Hôm nay về được combo gồm 10 quả phao ISO tiếp theo nhé. Đây 10 quả nhé, đây nó sẽ cho bác xem từng quả một. Đầu tiên con quả phao trứng kiểu rắn đây nhé. Đây này quả là quả Sen Pop size N 2.0 nhé. Đây hồi này còn khá đẹp nhé. Đây là quả thứ hai này, quả thứ hai này, quả này đến từ hãng Cap này, Cap size 0.8 2B nhé. Đây nhé, đá đây của đá này nhé. Tiếp tục đây một quả này, quả T-Rex 0.8 nhé, T-Rex 0.8 2B nhé. Đá hồi này, đá quả này không nhầm carbon mà carbon nhé. Tiếp tục em một quả này, quả này đến từ hãng gì đây này, hãng gì không biết rồi, size 1.0 này, size 0 V6 này 2B đây nhé. Đây phao của màu trắng nhé. Rồi tiếp tục em quả đỏ đen này, quả này đến hãng gì đây, size 3.0 này, số 3.0 đi. Đó. Rồi tiếp tục năm quả tiếp theo con quả này, quả đến hãng Kama đấy, hãng Kama nhé, Kama Slim này. Đó, pha kiểu dáng này, màu đỏ, phun màu đỏ nhá. Rồi tiếp tục em có quả đỏ trắng này, quả trắng này, quả size số 1 này, size 1 đấy nhá. Quả này gồm hai nỗi, cái nỗi cho bác cắm que phát sáng này, cắm que phát sáng nhá. Cái này sẽ là nỗi sổ dây nhá. Đây kiểu dáng. Đó. Rồi tiếp tục quả đỏ xanh đến hãng ban nhá, size 1.0 này. Xem chấm đây kiểu dáng này. Đó. Rồi tiếp tục em có quả ba màu này, bốn màu nữa nhá. Ở trên này màu cam này, màu cam đỏ này, màu vàng này, màu cam nhạt này. Dưới này sẽ là màu xanh đấy. Size 0.8 2B này đấy nhá. Cực kỳ đẹp không? Cực kỳ đẹp. Đó. Rồi tiếp tục quả cuối cùng. Quả cuối cùng em quả này đến hãng gì đây này? Hãng gì này? Size 1.0 nhá, size 1.0 đấy, kiểu dáng này. Đó. Thì combo của mã số 2 gồm 10 quả phao ISO này, 10 quả phao trứng ISO này. Combo mã số 2 em sẽ để giá là 250.000 nhá. Tiếp tục mã số 3 sẽ đem combo gồm 10 quả phao ISO nhá, 10 quả phao dài nhá, đây nhá, phao kiểu dạng phao thủ công, phao bên trong sẽ là phao bằng gỗ nhá, bằng gỗ đấy. Đấy. Còn chứ nhất quả này là trúc sơn này, thì em nhìn bên trong là gỗ nhá, còn chả biết vật liệu bằng làm gì. Đấy. Đấy. 10 quả phao này, phao khá là dài, tầm siêu nét luôn. Tuy hợp bác nào về câu biển này, hoặc là về sưu tầm nhá. Thì giờ sẽ đo bác quả ngắn nhất, quả dài nhất nhá. Đây, em đo quả ngắn nhất cho bác xem là bao nhiêu cm. Quả ngắn nhất của cái phao này là dài khoảng tầm 63 cm nhá. Quả nhất đất dài 63 cm nhá. Và sẽ đo quả dài nhất chắc là phải tầm hơn 80 cm. Quả dài nhất 86 cm nhé, đây gồm 10 quả phao này, 10 quả phao này nhé, đây tầm siêu nét nhé. Và sẽ bóc cho xem bên trong này, đây trong gồm 10 quả này nhé. Đấy, kiểu dáng form giống nhau nhưng mà cái bầu phao này thì nó sơn mỗi quả một kiểu nhé, mỗi quả một kiểu đấy, coi nhìn rõ đấy nhé. Tầm này siêu nét luôn, tầm siêu nét nhé. Đấy, chân đều có chân sỏi nhé, đấy kiểu dáng này đấy nhé, tầm khá là to. Cái này thì bác nào phải các bác cận thị cho đeo nhìn thấy nhé, bác nào cận thị cho đeo nhìn thấy nhé. Tầm siêu to nhá. Thì combo này, combo mã số 3 gồm 10 quả phao ISO. 10 quả này thích hợp với câu biển này, bắt đầu về sưu tập được nhá. Thì combo mã số 3 gồm 10 quả phao này em sẽ để giá là 180.000, mã số 3 180.000 combo gồm 10 quả phao này nhá. Tiếp tục mã số 4 sẽ là combo gồm 10 quả phao tiếp theo. Gồm 10 quả phao ISO, 10 quả phao này là thập cẩm các loại, đầy đủ thể loại nhá. Anh em sẽ bóc cho xem. Đây, combo gồm 10 quả này nhá. Phao đều là phao đẹp nhá. Đều là phao đẹp anh em.
đâu nhìn rõ đấy, đều thao đẹp nhá. Đầu tiên giới thiệu ông có một quả kho cỏ này, một quả kho cỏ nhá, đây cửa nhá, theo như này bồ cỏ này cực kỳ đẹp nhá, bỏ cái cỏ cho cỏ ba cạnh đây, cỏ ba cạnh nhìn rõ ba cạnh nhá, cỏ cực kỳ đẹp luôn, tăm siêu nét nhá, tăm cực kỳ to cực kỳ nét nhá. Và chân sẽ là chân cuốn nó so này, có chỗ xỏ dây đều đủ nhá, có chỗ xỏ dây đủ nhá. Đó, đây em đã có hai quả giống nhau, hai quả giống nhau và có hai size nhé, hai quả này sẽ là hai size nhé. À, quả này sẽ có một vạch này, quả này một vạch, quả này hai vạch nhé. Đấy, quả hai vạch sẽ dài hơn quả một vạch một chút, đúng nhá. Tăm siêu nét luôn, bầu phao cực kỳ đẹp nhá. Tiếp tục đến quả thứ ba cũng quả phao iPhone kiểu dáng này, quả 0.5 đấy, quả này khá là dài nhé, khá dài. Chân đây, chân cũng chân xỏ nó so, có chân lỗ xỏ dây nhá, lỗ xỏ dây nhá. Đây cho các xem bầu này, đấy, bầu 0.5 này. Tăm cực kỳ đẹp nét luôn, tăm cực kỳ nét nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, rồi tiếp tục quả thứ tư em còn quả phai số tiếp theo này, đây quả kiểu dáng này nhé. Đấy, quả này thì quả đến hãng Sojori, Sojori Sajoba nhé. Tăm đây trên này em có một cái lỗ này cho bác để sỏi nhé, sỏ que phát sáng đây kiểu dáng. Đấy, tiếp tục em còn quả to này, quả này chẳng biết đến hãng gì này, quả này size số 5 nhé, size 5 đây kiểu dáng này, phai cực kỳ đẹp luôn. Có đầy phối giữa hai màu thôi, màu xanh và màu đỏ nhé, màu xanh màu đỏ nhé. Đây coi nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Đây qua camera thì sẽ là một màu khác, còn khi chúng ta nhìn trực tiếp mắt ấy, sẽ một màu khác nhé. Trực tiếp mắt màu sẽ đẹp hơn ở trong camera đấy. Đây camera sẽ là màu đỏ sậm, còn ở bên ngoài sẽ là màu kiểu màu đỏ cam ấy, cực kỳ là tươi nhá. Rồi tiếp tục em quả phao gỗ này, đây quả phao gỗ thủ công đấy nhá, tăm cực kỳ là to luôn, siêu nét nhá. Đây phao gỗ đây, phao thủ công bản handmade nhá, đế đây, đế bọc đồng ngoài nhá, đế bọc đồng ngoài. Con này sẽ là chân sỏ nhá, chân sỏ và cái chân phao nhé. Đấy đây tạm biệt. Rồi tiếp tục em có quả phao nhựa này, quả này đến từ hãng cây cỏ ba ná, hãng cây cỏ ba ná Hà Nội địa ấy. Đấy tăm cực kỳ là nét luôn. Đây bầu phao này, đấy, chân có lỗ sỏ đầy đủ nhé, đây rồi, đấy khá đẹp nhá. Rồi tiếp tục em có phao cỏ này, một quả phao cỏ 3B này đây nhá, tăm cực kỳ là to luôn, cực kỳ nét nhá. Đây bầu gỗ nhá. chân bọc đồng nhé, có lỗ sỏ dây đồng hoàng, đấy, đấy. Phao bản handmade nhá. Rồi tiếp tục em có phao gỗ tiếp theo này, có phao gỗ kiểu dáng đấy, chân bọc đồng nhé, chân bọc ống đồng đấy, đấy, đây bộ phao gỗ này, phao gỗ được phủ keo nhé, phao cực kỳ đẹp luôn, tăm phao cực kỳ là sáng nhá. Rồi tiếp tục quả cuối cùng em có phao gỗ tiếp theo này, một quả phao handmade này, chân bọc đồng nhé, chân bóng đồng nhé, đấy, và có màn ý đầy đủ nhé, màn ý trong sáng đấy, đấy, đây còn tăm phao này cực kỳ nét nhá. Thì combo mã số 4 gồm 10 quả phao này, combo mã số 4 gồm 10 quả phao này, em sẽ để giá là 300.000, mã số 4 300.000 nhé, đây nhé, mã số 4 300.000 gồm 10 quả phao iso này nhá. Tiếp tục mã số 5 sẽ được combo phao tương tự, một combo gồm 10 quả phao nhé, 10 quả phao iso này, phao cực kỳ đẹp nhé, đấy nhá, gồm 10 quả, giờ sẽ bóc quả xem bên trong, đấy nhá. Thì đầu tiên giới thiệu em có hai quả phao cỏ này, hai quả phao cỏ ba nhánh như này, đấy, một quả sai một gạch này, một quả sai hai gạch nhé, đấy, quả một gạch sẽ ngắn, quả hai gạch một chút, đây, tăm cực kỳ nét nhé, tăm cực nét nhé, đây là phần bầu phao này, cực kỳ đẹp nhá, chân đây, chân bọc ống nội so bác xỏ dây nhá, ống so xỏ dây đấy, đấy, phao cực kỳ đẹp nhá. Tiếp tục quả thứ ba em sẽ được một quả phao gỗ, quả bản handmade này, đấy nhá, đây, phao gỗ nhá, chân bọc ống đồng nhá, đây có mani đầy đủ này, mani đầy đủ nhá, tăm phao cực kỳ nét luôn, cực kỳ nét nhá. Tiếp tục quả thứ tư quả phao gỗ tiếp theo này, một quả phao đến từ hãng quả ba lá này, hàng nội địa nhá. Phao thì tăm nó chỉ có ngắn này thôi, tăm ngắn này chỉ có ba vạch nhá, màu đỏ này, màu vàng này, màu đen nhá, ba vạch này, đấy nhá, kiểu dáng này. Đấy, hình cực kỳ đẹp luôn, có chân sỏ đầy đủ nhá. Rồi tiếp tục đây một quả phao cỏ tiếp theo này, một phao cỏ kiểu dáng này, đấy nhá. Quả này thì báo là các bác cái chân của nó bị gãy luôn, em loại luôn, bùi vào quả phao này nhá. Đấy, tôi cứ cho bác chân quả này coi như là 11 quả đi, đây. Tiếp tục quả phao kiểu dáng này nhé, quả ngắn này nhé, chân bọc ống đồng ngoài nhé, cực kỳ là xịn xò luôn. Phao là phao gỗ nhưng mà nó tiện, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, rồi tiếp tục em quả phao gỗ tiếp theo này, tam cực kỳ to luôn, chân bọc ống đồng như này nhé, chân bọc ống đồng này nhé. Đấy, rồi tiếp tục em quả phao iso này, quả này siêu đẹp luôn, quả này cực kỳ là nét luôn nhé, đây nhé, đây xem vật bầu này, bầu như đấy, size số 2 nhé, đây cho xem vật tam này, cực kỳ là nét nhé, cực kỳ đẹp nhé. Rồi tiếp tục quả phao này, quả phao gỗ tiếp theo này, quả gỗ này, quả này tam siêu to luôn, đây có nhìn này, cái đầu tăm to này, siêu to, tăm này có hai màu, màu đỏ màu vàng, màu đỏ vàng, đây bầu sẽ bầu màu đỏ, đây có chân sỏ đầy đủ nhất, có cả mani trung xoắn đầy đủ nhất. Rồi tiếp tục quả phao gỗ tiếp theo này, quả phao gỗ kiểu dáng này, tăm siêu to đấy nhá, chân bóng đồng nhá, đầy đủ nhất. Và cuối cùng em cùng quả phao zoom, nhá, quả phao bình thường như này đúng không, các nhìn này đúng không, đấy các bác có thể kéo dài như này, đây kéo dài cho khoảng tầm được 15 phân, có thể khoảng tầm 15 phân nhá, đấy khá là dài, đây kiểu dáng này, đấy, cái do không sử dụng chúng ta có thể zoom ngắn lại này, đây ngắn lại nhá. Thì combo số 5 combo mã số 5 gồm 10 quả phao iso, combo này em sẽ để ra là 300.000, mã số 5 nhé. Mã số 5 300.000 nhé. Tiếp tục sang mã số 6. Mã số 6 thì được combo tương tự, một combo gồm 10 quả phao iso nhé, 10 quả phao iso nhé. Đấy, đầy đủ các thể loại luôn. Để chọn bóc qua xem trong.
Đây, đầu tiên giới thiệu cho bác em có hai quả pho cỏ này. Đây hai quả pho cỏ nhé. Đây, hai quả đều là hai vạch nhé. Hai quả pho dài nhé, hai vạch. Nhưng mà tăm sẽ khác nhau. Một quả sẽ là tăm to này, một quả tăm to này, một quả sẽ là tăm bé này nhé. Đấy, có hai quả nhưng mà mỗi quả một kiểu tăm khác nhau nhé. Đấy, đấy. Đều size số 2, size số 2 nhé. Đây. Có nhìn xem bờ pha này, cực kỳ đẹp, cực kỳ nét. Đấy. Đây số chân này, chân đều chân là bọc ống nó so nhé, có chỗ xỏ dây đầy đủ nhé, xỏ dây đủ nhé. Tiếp tục quả thứ ba. Quả thứ ba giới thiệu quả pha ISO này, quả này xem size số mới. Quả này size số 3 nhé. Đây này. Quả lên hãng quả ba ná nhé, quả ba ná nhé. Đấy nhá. Made in Japan nhé. Đấy, quả này cực kỳ đẹp, các bạn xem này. Đấy. Thì phần đuôi này, thì phần bầu này, phối màu kỳ đẹp nhé. Phần tăm cực kỳ là nét, cực nét nhé. Đấy. Đấy. Tăm quả này còn gần như là mới nguyên đây này. À, quả này cực kỳ là xịn xò nhất đây này. Bên trong một lớp tăm có nhìn thấy không? Bên trong lớp tăm này, bên ngoài sẽ có một cái lớp ống bảo vệ này, một ống bảo vệ này có nhìn rõ. Đấy, nhìn cực kỳ nét luôn nhé. Đấy, quả thứ ba nhé. Tiếp tục quả thứ tư. Quả thứ tư em giới thiệu quả pho gỗ này, pho gỗ. Đấy, tăm cực kỳ nét. Quả pho handmade, chân bọc ống đồng, có ma ní đầy đủ nhé. Rồi tiếp tục em quả pho gỗ tiếp theo này, một quả pho 3B này, đây nhé, pho kiểu dáng nhé. Ở trên này có một cái nỗ này dành vào cắm cái que phát sáng đây nhé, cắm que phát sáng đây nhé. Đây kiểu dáng này. À, chân này. Chân bọc ống đồng đầy đủ nhé. Đấy, cực kỳ xịn xò nhé. Rồi tiếp tục em quả phao này, quả phao điện. Quả này quả phao điện nữa. Đây là phao phát sáng. Quả này bác phải cắm pin vào đây sẽ phát sáng nhé. Cắm pin đây nhé. Đấy, thì là phần tăm này sẽ phát sáng nhé. Một phao điện kiểu dáng này. Đấy, phao ISO. Đấy nhé. Đấy, phao ngoại hình khá đẹp nhé. Chân có chỗ xỏ dây đầy đủ nhé. Rồi tiếp tục quả phao gỗ này, quả phao size lớn này. Quả size lớn nhé. Quả này phao size số 2. Size số 2 đây nhé. Kiểu dáng này. Đấy. Tăm siêu to siêu nét nhé. Đây kiểu dáng này. Có chân đầy đủ nhá, ngoại hình phao cực kỳ đẹp nhé. Rồi tiếp tục của phao ISO tiếp theo, của phao ISO size 1.5. Đây kiểu dáng này. Đấy, phao sẽ phối giữa màu xanh màu đen, tăm cực kỳ là nét nhé, Rồi tiếp tục đến hai quả phao gỗ này, Hai quả này hai size khác nhau, một quả phao bầu ngắn, một quả phao bầu dài nhé. Còn kích thước chiều dài của phao được gần như bằng nhau nhé. Để chênh lệch tí thôi nhé. Đấy, chân đều bóng đồng nhé. Thì combo 366, một combo phao ISO gồm 10 quả phao ISO này em sẽ để giá là 300.000. Mã số 6, 10 quả pho ISO này sẽ để giá 300.000 nhé. Đấy nhá, 10 quả này sẽ để giá 300.000. Tiếp tục mã số 7 em thấy được combo gồm 5 quả phao dài mức sưu tầm này, hoặc là bác thích câu cá lớn có thể dùng phao này nhé. Đấy nhá, 5 quả phao này siêu to này. Đấy nhá, em xóa cả cổ tay con này. Đấy, khá là to nhá. Quả này size từ 15 đến 10 ấy, size 15 17 nhá. Đây này. Phao sẽ là cái dạng phao xốp nhá, xốp cứng nhá. Chân bằng gỗ này, Đấy, đây tăm phao đây. Tăm siêu nét nhé. Đây, quả này khi bác gặp sưu tầm nhá. Đấy, quả thứ nhất nhá. Đấy. À, con này thì phối tăm đỏ này. Bầu sẽ bầu màu xanh màu đen nhé, phối ba màu nhé. Đấy. Tiếp tục quả tương tự này, Đấy, cũng là size 15, quả này size nhỏ hơn một chút này. Quả này size 15 nhé. Đấy nhé. Đấy tăm đỏ này. Bầu phao bằng xốp nhé. Xốp cứng nhé. Đấy, phối giữa hai màu, màu xanh và màu đen nhé. Đây, chân bằng gỗ nhé, chân gỗ này nhé. Đấy nhé. Đấy, hai quả nhé. Rồi tiếp tục quả thứ ba. Quả thứ ba sẽ được quả phao xốp tiếp theo, quả xốp tiếp theo nhé. Đây có nhìn tăm này. tăm siêu to nhé, đây to so cả ngón cái em này, so ngón trỏ này, to đúng bằng ngón trỏ luôn nhá. Đấy, một phần tăm làm bằng sợi tinh nhé. Đây còn bầu phao xốp cứng nhé, cực kỳ cứng cáp nhé. Đây phần chân phao này. Đây chân phao nhé. Rồi tiếp tục quả phao tương tự vậy, quả này sẽ xanh nhỏ hơn chút này. Quả này đầu tăm phao cực kỳ dị luôn, có ba viên như này. Đấy, có dán đấy. À, phần trục của cái tăm phao với cái trục của cái phao này nó là một sợi thủy tinh nhé, cực kỳ cứng cáp. Còn phần bầu phao sẽ là một xốp cứng. Đấy, chân phao bọc đồng đầy đủ nhé. Còn quả cuối cùng quả phao là quả phao này sẽ là phao gỗ, một quả phao gỗ nhé. Đây nhá, đấy tăm phao này, bầu phao này, đấy và chân phao cực kỳ là dị luôn nhé, kiểu dáng này nhé. Đấy, thì combo mã số bảy gồm 5 quả phao này, combo mã số 7 gồm 5 quả phao này em sẽ để giá là 140.000. 5 quả phao sẽ để 140.000 mã số 7 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8. Mã số 8 em sới được một quả phao sưu tầm. Một quả phao đến hãng Suzuki này, Suzuki nhé. Đấy, đấy. Một quả phao hàng lưu mới nguyên, có giá em biết của nó là 2.600 yên này. Tương đương khoảng gần 500.000, cháy giờ còn giá ngày xưa 500 ấy. Ngày xưa 500 nhé. Đấy. Hàng lưu mới nguyên, cực kỳ đẹp đấy nhá. Quả phao này là quả phao nắp ráp. Đây này, đây là cái tăm phao này, tăm phao màu cam này. Đấy. Bác có thể vặn xoáy ốc sen đây này. Trong này em có một cái sen để cho bác xoáy ốc này có nhìn rõ. Đây là có một cái sen. Tôi có nhìn luôn. Và nói chung bên trong sẽ có một cái sen. Bác xoáy cái tăm này vào nhau nhé. Xoáy vào nhau nhé. Cái quả phao này khi mà rút gọn như này, em sẽ đo bác phần bầu nhá. Đây chỗ đo bác phần bầu này. Cho các bác cộng một chút nha. Đây. Sự dài luôn. Giúp phần bầu của cái quả phao này là dài khoảng tầm 62 cm nhá. Cái phần bầu nhá, phần bầu của phao sẽ 62 cm. Còn phần tăm này sẽ đo phần tăm nhá. Phần tăm của phao này là dài khoảng tầm 83 cm, 83 cm với cả 62 cm à. Thì tương đương nó dùng tầm
hơn 1m4 nhé. Còn phao là khi lắp ráp vào nó tương đương tầm hơn 1m4, hơn 1m4 nhé. Đấy, quả này bán cho bạn nào thích về sưu tầm hoặc năm thích trải nghiệm câu cũng được, cũng được như thế nhé. Một vỏ phao đến hãng Suzuki, hàng nội địa Made in Japan, chuẩn nội địa nhé. Đây, đấy, đấy nhá, Made in Japan nhé, chuẩn nội địa nhé. Có nhìn rõ không? À, đấy nhá, con này bán cho bạn sưu tầm. Thì vỏ phao mã số 8, một vỏ phao Suzuki này dài của tầm 1m43, 1m44. Vỏ phao này sẽ để giá 200.000, mã số 8 200.000 của phao sưu tầm nhé. Tiếp tục thì sang mã số 9. Mã số 9 em sới điện cho anh có một chiếc bao. Một chiếc bao cần câu đứng nhá. Đây, một chiếc bao cần đứng không bụng. Đứng không bụng nhá, bao dạng bao mềm có thể gấp gọn được các bạn nhá. Chiếc bao là ngoại hình của nó gần như là new mới, gần như new mới nhá, cực đẹp nhá. Chiếc bao này đến hãng Entus Enjoy nhá, Dài 1m1, dài 1m1 nhá. Đây, con này phối giữa hai màu, màu đen và màu xanh nhá, màu đen màu xanh nhá. Cho xem này. Đây, đế bọc nhựa nhá, Đây. Phần mặt trước pha của cái bao này, đấy, phần tay sách này, sách bọc lót da khá là dày này, dây khoác đầy đủ này. Đây là phần mặt sau này, đấy, đối tượng mặt khóa đây, cho các phần mặt khóa này, khóa cực kỳ đẹp. Chiếc bao ngoại hình nó gần như là mới nhá. Thì chiếc bao này thì ngoại hình của nó hiện tại em đang ngắm được nó có hai ngăn, một ngăn chính, một ngăn phụ. Ngăn phụ này khá rộng rãi, ngăn này các bác để đựng được hộp phao này, đựng được một hộp phao và một hộp thẻo đây thoải mái nhá, một hộp phao một thẻo thoải mái nhá. Giữa phần đáp này, nót này khá là dày nhá, nó xốp khá là dày nhá. Đây có nhìn đấy, nhìn trong này còn lưu mới nguyên nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, khóa kéo bao nhẹ luôn. Rồi tiếp tục đến phần ngăn chính. Đây em sẽ kéo ra ngăn chính này. Ngăn chính trong là siêu rộng, cực kỳ rộng nhé. Tất cả phần đáp nót này cực kỳ là dày dặn nhé, nó xốp cực kỳ dày dặn nhé. Trong này có phần dây buộc cần đầy đủ nhé, dây cố định cần đầy đủ nhé. Đây, đế nhựa đây nhé. Đấy, bao cần cực đẹp, còn gần như là new mới nhé. Thì chiếc bao cần mã số 9, chiếc bao cần này có thông số như sau. Chiếc bao cần này có tổng chiều dài là dài 1m1 và đường kính gốc của nó sẽ là 12cm x 8cm nhé, 12cm x 8cm. Chiếc bao cần mã số 9, bao này em sẽ để giá là 300.000, mã số 9 300.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 10 đến hãng ghét nội địa, bao cần đứng nhá, bao cần mềm, các bác có thể gấp gọn được này, có thể gấp gọn này. Đó, khi chúng ta sử dụng bao cần này mở rộng như này, bao cần ghét. Chiếc bao cần này phối giữa màu xanh và màu đen nhé. Đấy, bao cần này còn nó chuẩn luôn, nó sẽ là hàng nguyên mới nguyên luôn, còn nguyên đai đấy. Tại hôm qua nó còn cái tem rồi, hôm qua trời mưa không em thì em ướt cái tem rồi, rứt đi rồi đấy nhá, nó không có tem nữa. Đấy, đây bao cần này cực kỳ đẹp nhá. Đây mặt trước này, chúng ta xem mặt trước này. cực kỳ đẹp. Đấy, phần tay sách cũng da rồi nhé, dây khoát đầy đủ này. Rồi mặt đằng sau sẽ màu xanh nhé, mặt sau sẽ màu phun xanh nhé. Đấy, cực đẹp nhé. Rồi từ phần khóa này, coi nhìn này, khóa cực kỳ là nét luôn, cực đẹp nhé. Đấy, rồi tiếp tục cho bác xem phần đế. Đây, đế nhựa nhé, đế hình chữ nhật nhé. Đấy, thế cái bao con này hiện tại đang ba ngăn nhé, thì đang có hai ngăn phụ và ngăn chính. Ngăn phụ đây, ngăn đầu tiên có một ngăn lưới này, ngăn này cho bác để phụ kiện nhỏ vào đây nhé. Đây, để phụ kiện nhỏ đây nhé. Đấy, tiếp tục ngăn phụ thứ hai này. Đây, ngăn phụ thứ hai đây, khóa kéo bao nhẹ nhé. Ngăn phụ thứ hai đây có thể đựng được một hộp phao này, một thẻo đây luôn nhé. Đấy, đáp nót bên trong này cực kỳ dày dặn nhé. Đây nót xốp cực kỳ dày dặn nhé. Đấy, bên trong có như này. Đấy, khóa kéo bao nhẹ nhé, cực kỳ nhẹ nhé. Tiếp tục đến ngăn chính. Đây, làm sẽ kéo ngăn chính. Ngăn chính có như này, kéo này siêu nhẹ nhé. Ngăn chính bên trong cũng khá rộng rãi nhé, ngăn này cũng có được khoảng tầm, nếu mà chúng ta đựng một cái được khoảng tầm 2 cái gần cô tay với cả một cái ô là vừa, hoặc có được khoảng tầm 6-7 cái gần tay còn cô tay đây đều được nhé, 6-7 cái gần tay đều được nhé, hoặc cái được gần nua được khoảng tầm 3-4 bộ nua đây thoải mái nhé. Đấy, khá rộng rãi nhé, bên trong có nhìn này cực kỳ là mới luôn, cực kỳ mới nhé, kéo khóa siêu nhẹ nhé. Thì chiếc bao cần số mã số 10 em sẽ đọc mã thông số. Chiếc bao cần có tổng chiều dài 1m25, tổng chiều dài 1m25 và đường kính gốc của nó sẽ là 12cm x 7.5cm nhé, 12cm x 7.5 nhé. Đấy, đường kính gốc tương đương cả chiều rộng của chiếc bao cần này luôn nhé. Đấy, đường kính này chiều ngang này sẽ là 12cm này, chiều dọc sẽ 7.5cm nhé, đựng cần thoải mái nhé. Thì chiếc bao cần mã số 10, chiếc bao cần em sẽ để ra là 400.000, mã số 10 400.000, bao cần ghét này nhé, nhé. Tiếp tục mã số 11 em sới đi bao một siêu phẩm, một chiếc bao cần câu đứng đến hãng Shimano nhé, ngoại hình nó gần như đẹp keng, gần như là new mới nguyên nhé. Chiếc bao cần chất màu đen. Chiếc bao cần này sử dụng vật liệu da là da chống bám bụi bẩn nhé. Khi chúng ta bám bụi bẩn đây này, các bạn chỉ sau lau nhẹ thôi phát nó sẽ tự sạch nhé. Đấy nhá, Shimano này. Đấy, phần tay sách này cũng vậy, tay sách được bọc da đầy đủ nhá, dây khoác đấy, dây khoác nhá. Vì sao chiếc bao cần em bảo gần như là new mới nguyên? Tại vì đây này các bạn nhìn này, hôm qua là về nó còn nguyên tem mác, nhưng mà trời mưa chỗ em thì nhà em xé cái tem rồi, trời bẩn quá xé rồi thì còn nguyên, cũng còn nguyên cuống đấy, nguyên cuống đấy. Đây, còn trên nóc bao này cực kỳ đẹp nhé, cực đẹp nhé. Phần mặt khóa này,
đây cho xem một phần khóa này. Đấy, cực đẹp nhá. Đế sẽ là đế nhựa nhá, có dập logo này, Shimano nhá. Có những cái đế này còn gần như mới nguyên, chưa sử dụng nhá. Đấy. Hôm qua em lấy về cho em vận chuyển, em cắm đất thì nhà nó hơi bị bẩn chút thôi, còn coi như này. Đấy, còn đẹp keng nhá. Đấy, một chiếc bao cần này, đánh giá của nó gần như là chưa sử dụng nhá, chưa sử dụng nhá. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy, kiểu dáng này. Đấy. Tay sạch dây khóa đầy đủ nhá. Bây giờ em cho bác xem trong. Đây, bác xem này. Cho khóa cực kỳ nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ nhá. Đấy, trong này. Bên trong nó xốp khá là dày nhá, nó xốp khá dày nhá. Bên ngoài này, sau lớp da này nó sẽ lót một lớp xốp này. Có khi bác cầm bên ngoài này, đấy cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhé. Và bên trong này sẽ có một tấm nhựa cứng này, và sau lớp nhựa cứng này sẽ có một lớp vải này, vải chống bão bụi bẩn nhé, tôi bảo bên trong đấy. Và trong này cũng có cả dây này, dây cho bác thắt cố định cần, tại bên trong này. Đấy. Bên trong nó có một cái tem này, một cái tem nó ghi là dài 1m35 nhé, dài 1m35 đấy nhé. Đấy, một chiếc bao cần gần như là như mới nguyên, gần như mới nguyên nhé. Bao cần này bác đựng được tầm 5-6 cái gần tay, có đựng được tầm 2-3 bộ cần câu mua đều được nhé. Thì chiếc bao cần mã số 11, một chiếc bao cần siêu phẩm đến lại Shimano, ngoại hình gần như đẹp keng. Chiếc bao cần có thông số là dài 1m35 và đường kính gốc của nó sẽ là 8.5cm nhân 8.5cm nhé. Chiếc bao cần mã số 11 em sẽ để giá 1.000.000 đồng mã số 11 nhé. Tiếp tục đến mã số 12. Mã số 12 em sẽ đeo một chiếc bao cần bụng, một chiếc bao cần bụng mềm nhé. Chiếc bao cần này các bác có thể gấp gọn như này, cực kỳ là tiện luôn, nhét cốc xe thoải mái nhé. Chiếc bao cần này đến hạn Daiwa, nhé. Chiếc bao cần này có tên là Flyfit nhé, một chiếc bao cần bụng như này. Đấy, chiếc bao cần này phối mấy màu với nhau cực kỳ đẹp luôn, đấy trong quan đấy nhá. Đấy, trên này phần lưới này, đây là dạng kiểu dạng da chống bão bụi bẩn này, xuống dưới này sẽ là da màu nâu xám nhé, đấy cũng kiểu dạng khá bụi bẩn nhé, cực kỳ tốt nhé. Đây kiểu dáng này. Đấy, chiếc bao này có đựng khoảng tầm được 2-3 bộ cần máy. Nếu chúng ta đựng phần tao cô tay đựng khoảng tầm 6-7 cây nhé. Cần lua thì có thể đựng được khoảng tầm 3-4 cây nhé, 3-4 cây nhé. Đây kiểu dáng này. Đấy, đế nhựa này, dập logo Daiwa, nhé. Đây chỗ xem từng mặt nó nhé. Đây mặt chính đây nhé, mặt chính như này. Cực kỳ đẹp, nhé. Đây phần hông này, phần hông khóa đây nhé. Đấy nhá. Đấy, phần đế sau này, đế sau sẽ lớp vải kiểu dạng vải thô nhé, vải chống bụi, chống bụi bẩn nhé, chống bẩn này. Đấy. Đây phần tay sách này, tay sách bọc da này, da thật đấy nhá. Đấy dây khoác đầy đủ này, Đấy có thể là chỉnh dây khoác là dài ngắn được nhé, và đế sẽ đế dập logo đây qua nhé, đây bao phần đây dập sẽ cho bác xem bên trong đây. Đây kể cả phần khóa lại cũng dập logo nhé, logo đây qua nhé, khóa IKK là hoàn nhé. Đấy, dập cho bác xem bên trong cực kỳ rộng rãi nhé, bên trong các nhìn này nó xốp siêu dày nhé. Đấy, bên trong này có dây cho bác để thắt buộc cố định cần này, đế nhựa để chống cần thoải mái nhé. Đấy, dưới đây có cả tem đấy, tem mát đấy nhá. Chiếc bao con này sẽ sở tự Taiwan nhé, Đài Loan đấy. Khóa kéo bao nhẹ luôn, tiếp tục đến ngăn phụ. Em thấy ngăn phụ to nhất đây, đây em có ngăn phụ này. Ngăn này có thể đựng một hộp phao này, hộp thẻo đây thoải mái nhé, nó xốp cực kỳ dày luôn, khóa kéo bao nhẹ luôn. Và bên ngoài em có một ngăn phụ nữa, một ngăn lưới nhỏ này, ngăn này bác để đồ gì ướt có cho ngoài nhé. Thì bao cần mã số 12, chiếc bao cần này có thông số như sau. Tổng chiều dài của bao cần này là dài 1m23 và phần bụng rộng nhất sẽ là 19cm, và đường kính gốc của nó sẽ là 13cm x 8cm nhé, thì chiếc bao cần mã số 12 này em sẽ để giá là 650.000 mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số 13 em sẽ đi bao một chiếc bao cần cô cứng, một chiếc bao cần bụng nhé. Đây một chiếc bao cần kiểu thái này, chiếc bao cần này đến hãng Goldfinding. Chiếc bao này có thể đựng được khoảng tầm 3-4 bộ cần cô máy nhé. Đây nhé. Đấy, đựng cần cô tay đựng khoảng tầm đến 4 bộ cần cô tay, hoặc là có thể đựng thêm một cái ô nữa thôi thoải mái nhé. Đây nhé. Đây một chiếc bao cần kiểu thái này. Đây đế sẽ đế nhựa nhé. Đây mặt trước này, nó ghi logo nhé, Goldfinding nhé. Đấy, phối giữa màu đen và màu trắng khá đẹp. Phần trên này, sẽ bọc da nhé. Tay sách đầy đủ nhé, tiếp tục đến phần hông này, phần dây khoác này, dây khoác nó xốp khá dày nhé. Phần tay sách này, dưới phần mặt sau này nó sẽ ôm một lớp da như thế, da chống bụi bẩn, da cực kỳ đẹp. Các bạn xem này, da siêu nét luôn, nhé. Tôi ra mặt sau này, mặt phun vải nhé, bọc phun vải nhé. Rồi tôi đến phần mặt khóa sẽ phối giữa hai màu này, màu đen màu trắng như này. Cực kỳ đẹp luôn, đây chỗ đáng nhá. Khóa kéo thì bao nhẹ luôn, khóa kéo cực nhẹ nhá. Rồi tiếp tục đến phần ngăn phụ. Chiếc bao này hiện tại đã có hai ngăn, một ngăn phụ, ngăn chính. Ngăn phụ sẽ đo bằng kích thước nhá. Đo bằng kích thước ngăn phụ này. Khá là rộng nhá. Ngăn này ngăn phụ nó dài khoảng tầm 57cm. Phần bụng rộng nhất tương đương rộng khoảng tầm 13cm nhá. Cái ngăn phụ này cũng có thể đựng được một hộp phao này, hoặc là một hộp thẻo, có thể đựng phụ kiện đây được nhé. Đấy nhá. Đấy, cho bác xem trong này. Đây, khóa kéo bao nhẹ. Đấy, bên trong nhá. Bên trong phần đáp trên này nó xốp cực kỳ là dày nhá, chống xốp khá là tốt nhá. Đây ngăn phụ đấy nhá. Đấy bác nhìn này, cực kỳ sạch sẽ nhá. Tôi cũng phần ngăn chính. Đây, cho bác xem ngăn chính. Cực kỳ rộng rãi luôn. Nó phải chống bão bẩn cực kỳ tốt nhá. Bên trong nó có cả dây cố định cần đầy đủ này, Đây, bên trong nhìn này.
cực kỳ đẹp đấy nhá. Dưới này sẽ đế tròn nhá, đế nhựa nhá, đấy chống sốc cực kỳ là tốt nhá. Đấy, bao quần kiểu dáng này. Thế trước bao quần mã số 13, trước bao quần này có thông số là dài 1m3. Tổng chiều dài 1m3 và phần bụng rộng nhất là 19cm và đường kính gốc nó sẽ là 12,5cm nhân 12,5cm nhá. Thì trước bao quần mã số 13, trước bao này sẽ để giá là 650.000 mã số 13 nhá. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 đang giới thiệu một chiếc bao quần siêu phẩm đến hãng Shimano Lexus nhá. Em một chiếc bao quần màu xanh kiểu dáng này, một chiếc bao quần Hyper Fishing Gear đến hãng Shimano nhá. Ngoại hình chiếc bao này còn cực kỳ là đẹp, cực kỳ đẹp nhá. Đây là một chiếc bao quần bụng khá là lớn, tôi bắt được cần cực kỳ là nhiều cần trong đấy cơ nhá. Đấy, đây phối cho hai màu xanh màu đen. Đây mặt trước, đây mặt trước cho các bác xem trước nhé. Đây mặt trước này, đấy, cực kỳ đẹp. Đây là phần nóc này, phần nóc trên này em có phần tay xách nóc này. Đấy, phần trên này sẽ bọc da nhé, bọc da thật nhé. Đấy, da chống bão bụi bẩn nhé, cầm cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhé. Trên này dập logo này, Hyper Fishing Gear Nixer này. Tiếp tục phần xuống dưới này, xuống dưới này em có phần dây khoác này cũng dập logo Shimano nhé. Ở cái phần dây khoác vai này nó xốp cực kỳ là dày dặn nhé, cực dày dặn nhé. Các bác đeo này cực kỳ êm luôn. Đấy, tôi xuống phần dưới này em có một phần tay xách này, tay xách ống tròn nhé, cầm cực kỳ chắc tay luôn, cực kỳ chắc tay nhé. Tiếp tục xuống dưới này em có phần có hai khuyên cũng có thể thay đổi cái dây khoác nhé, từ bên này sang bên này được nhé, từ bên này sang bên này được. Đấy, quá không thích cũng có thể chuyển từ bên này sang bên này. Đấy, rồi tiếp tục sang mặt bên này em có phần vải, cái dạng vải carbon nhé, carbon màu xanh nhé, cực kỳ đẹp luôn đấy nhé, full màu xanh luôn. Và trên này em có ghi logo này, em có ghi thông số này, dài 1m27 nhé, đấy phần ngọn này, phần đế đây, đế là đế nhựa nhé, có dập logo đồng hóa nhé, Shimano nhé, đấy nhé. Tiếp tục đến phần khóa, đây chỗ sẽ phần khóa này. Phần này sẽ là phần kiểu trang trí này, cái ô vuông vuông rồi cực kỳ đẹp đấy nhá, kiểu dạng phải phải chống bão bụi bẩn nhé, đấy cực kỳ đẹp nhé. Đây xem này, đấy, tiếp tục cho bác xem phần nóc này nhé. Đấy, con này hơi bị chảy một chút này, hơi bị chảy nhé, chảy phần nhựa đấy nhé. Đấy, nói chung là không ảnh hưởng gì cả nhé. Tôi đến về mặt chính, đây mặt chính này, phần chính trên nóc này. À, phần logo đấy nhá. Thế chứ bao quần này hiện tại nó có hai ngăn, một ngăn phụ, ngăn chính. Ngăn phụ này cực kỳ rộng rãi, em sẽ bỏ ngăn phụ này. Trong này có như này, siêu rộng rãi, trong này đựng được một hộp phao này, một thẻo này, đựng thêm cả phụ kiện đây thoải mái nhé, cực rộng rãi nhá. Đây, ở trong này cũng dập thêm một cái tem này, tem thông số nhá, giờ sẽ đo bác cái ngăn phụ sẽ là bao nhiêu cho bác xem này, cực kỳ rộng luôn. Ngăn phụ này chiều dài của nó sẽ dài là 69cm. Phần chiều rộng nó là rộng 20cm nhé, bác để đồ thoải mái nhé, cực kỳ rộng rãi. Ngăn phụ này khóa kéo này bao nhẹ nhá. Tôi tiếp tục đến ngăn chính, ngăn chính trong cực kỳ rộng luôn. Bên trong này có thể đựng được khoảng 4 đến 5 bộ cần máy để thoải mái, cả cần cả máy phun lên nhé, 4 đến 5 bộ thoải mái nhé. Nếu chúng ta đựng gần tay cổ tay đựng khoảng tầm 6 7 cân cổ tay, thêm một cái ô lên thoải mái luôn, cực kỳ rộng rãi nhé. Tôi đựng cần cổ lùa đựng thì cũng được khoảng tầm 4 đến 5 bộ cần cổ lùa, 4 5 bộ cần cổ lùa nhé. Đây các bạn nhìn thấy bên trong này. À, bên trong nó xốp cực kỳ là dày dặn, cực kỳ dày dặn. Đó. Bên trong có một cái tấm đáp các bác để chia vách chia cần nhé. Đây một cái vách cho vách chia vách chia cần nhé, có dây buộc cũng đầy đủ này. Đây vậy đấy, đây này, đây coi như đây để một cái cần này. Tiếp tục sang ngăn này ngăn rộng này, cũng có những cái có cái dây cho bác cố định cần nhé. Đây bên này rộng có thể đựng được khoảng tầm 4-5 bộ cần vào đây thoải mái nhé. Đấy nhá, đấy nó xốp cực kỳ dày dặn, bên trong còn khá là mới nhất. Còn đây trên này em có một ngăn phụ nữa này, một ngăn cho bác để dấu quỹ đen này. Đấy, không cô vợ nào biết chúng ta để tiền vào đây nhé. Đấy, cực kỳ là kín đáo luôn, đấy nhá, cực kỳ rộng rãi luôn. Phần này nó siêu dày nhá, bên trong khá là dễ nhá. Thế chứ bác cần mã số 14, một chiếc bao quần Shimano Lexus Hyper Fishing Gear. Chiếc bao quần này có thông số như sau: tổng chiều dài của chiếc bao quần này dài 1m27 và phần bụng rộng nhất sẽ là 25cm, đường kính gốc nó sẽ là 12,5cm nhân 9cm nhé. Đây này, chiều dài sẽ là 12cm,5cm và chiều cao sẽ là 9cm nhé. Thế chứ bao quần mã số 14, chiếc bao quần này em sẽ để giá là 1.600.000 nhé. Mã số 14, 1.600.000 nhé. Tiếp tục đến mã cuối cùng, mã số 15. Bao quần 15 sẽ được một chiếc bao quần siêu phẩm tiếp theo, một chiếc bao quần đến hãng Daiwa nhé, một chiếc bao quần full màu đen, mọi người cực kỳ đẹp luôn. Cho xem này, cho xem này, mọi người cực đẹp. À, đây nhá, mặt sau này, mặt hông khóa này, mặt chính này, đây, mặt tay sách hiện tại đang bị hơi bị bẩn chút này, cái phần da nó hơi mốc chút, cái này bác nào về có thể vệ sinh qua giúp em nhé. Đây nhá, em có nào bán thế em không lau chùi không vệ sinh nhé, báo luôn các bác nhé. Đây nhá, nó hơi bị bẩn chút thôi, còn đâu tất cả mọi thứ đều đẹp nhá. Đây chỗ phần mặt trước đây, phần mặt trước đây. À, phần trước này có một ngăn lưới này, nên trên này có một cái logo Daiwa này, cực kỳ đẹp đấy nhá. Để cho xem từng mặt một,
đây mặt chính nhá. Tiếp tục đến phần mặt tay sách nhá. Nên trên em có dập một con logo này, một logo đai hoa như đấy. Bên ngoài nó xốp cực kỳ là dày dặn, cực dày dặn nhá. Đấy. Tiếp tục xuống dưới này, xuống dưới em có một cái dây khoát này, dây khoát nhá. Một cái dây khoát này nó xốp khá là dày nhá. Đeo này không sợ mình mỏi vai nhá. Tiếp tục phần tay sách một phần tay sách sẽ bọc da nhá. Đấy, bọc da thật luôn nhá. Và hai đầu phần tay sách này có dập hai logo đai hoa nhá. Còn dưới này, xuống dưới này sẽ là phần da này. Hiện tại đang hơi bị mốc và bụi bẩn chút này. Các bao bè có thể vệ sinh giúp em nhé. Có tất cả mọi thứ đều đẹp, nó chỉ hơi mốc chút thôi. Tiếp tục sang mặt đằng sau nó có ghi hương số đấy nhá, dài 1m38 này, dài 1m38 đấy. Đó. Và đằng sau nó có một ngăn phụ nhỏ này. Đó. Ngăn này có thể để một cái ô này hoặc để một cái cần bên ngoài phụ ngoài đấy nhá. Trên này có một dây thiếp cần này, đây cái lỗ cho lỗ chống ống cần đấy nhá. Đó. Đây. Còn đằng sau này coi nhìn này, vải bao đẹp nhá. Đó. Phần mặt khóa trang trí coi như này, đây phần này sẽ phần cho phần nhựa chống ẩm bẩn đấy nhá, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây trên phần này vậy này, cũng bọc nhựa này nhá. Và phần trên nóc này có phần tay sách nóc đầy đủ nhá. Và chúng ta sẽ phần đế sẽ là đế nhựa có dập logo đai hoa nhá, đế cực kỳ đẹp nhá. Thì chiếc bao con này hiện tại là nhìn thấy đang có ba ngăn nhá. Đầu tiên giới thiệu một ngăn phụ đầu tiên này, một ngăn lưới dưới cùng này, ngăn lưới để đổ ướt nhé cho hết chúng đấy nhá. Đấy, đổ ướt nhá. Tiếp tục chúng ta đến ngăn phụ thứ hai. Hai ngăn này cực kỳ rộng luôn này. Ngăn này có để đồ thoải mái nhé, để một hộp phao này, một thẻo này, để thêm phụ kiện đây vào cũng thoải mái nhé, đây, cực kỳ rộng rãi nhé. Khóa sẽ là khóa IK, kéo phụ kiện này. Bác sẽ đo bác cái phần ngăn phụ nhé, cho bác đo cho bác xem là bao nhiêu. Đây, phần ngăn phụ này nó sẽ dài 82 cm và sẽ đo phần rộng nhất của ngăn phụ nhé. Phần rộng nhất của ngăn phụ là rộng khoảng tầm 21 cm, rộng tầm 21 cm, cực kỳ rộng rãi nhá, bây giờ em sẽ giới thiệu ngăn chính đây, sẽ phải mở khóa trên này, đây có nhìn khóa này, khóa kéo bao nhẹ nhá, cực kỳ nhẹ nhá, bây giờ cho bác xem bên trong đây, bên trong có một chiếc bao quần này cực kỳ rộng rãi, bao quần này có thể được khoảng tầm 4-5 bộ cần máy thoải mái, 4-5 bộ cần máy cả cần cả máy nhá, nếu mà chúng ta đựng con nua đựng khoảng tầm 6-7 nếu được cần câu nua cả máy thì đựng khoảng tầm 4-5 bộ. Còn chúng ta nếu đựng cần câu tay đựng khoảng tầm 6-7 bộ cần câu tay ở đây. Thêm một cái ô đây còn rộng rãi nhá. Bên trong nó xốp cực kỳ dày dặn luôn. Đó. Nên trên này em có một cái dây cố định cần này. Và sau này em có một cái ngăn nhỏ này. Ngăn này các bạn để quỹ đen nhá. Không một cô vợ nào biết chúng ta để tiền vào đấy. Đây. Trong coi nhìn này. Đó. Chiếc bao cần này lại sản xuất tại Taiwan đấy nhá. Sản xuất tại Taiwan Đài Loan đấy. Có tem đầy đủ nhé, đây phần đế nhựa nhá. Thế chứ bao cần mã số 15, bao cần mã số cuối cùng. Em sẽ đọc cho bác thông số. Chứ bao cần này có tổng chiều dài là dài 1m38. Tổng chiều dài 1m38, phần bụng rộng nhất sẽ là 25 cm. Phần rộng nhất là 25 cm. Và đường kính gốc của cái hộp nhựa này sẽ là 10,5 cm x 10,5 cm. Thế chứ bao cần mã số 15, chứ bao cần này sẽ để ra là 1.400.000. Mã số 15, 1.400.000 là chứ bao cần cuối cùng của clip hôm nay. Thì là bác nào ưng thích mà nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0878 690 999 để chốt hàng chi tiết. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn qua video tiếp theo, bye bye.